Buổi sáng tinh mơ 5:30 sáng, buổi sáng rất là đông đúc, bấm người đi thể dục, cầu giáo viên. Dạ, em vui xin chào tất cả mọi người. Ngày mới em chúc tất cả bà con luôn vui khỏe, cùng em thăm Huế. Đây là một buổi sáng sớm, thì bình minh được chưa thấy, thì bà con đi thể dục từ sớm này. Đây là khu vực cầu giáo viên đây mọi người, trên cầu. Đông luôn, hai bên cầu có cả cái gì bán đồ vặt, cũng để đồ vặt giữa đường bán luôn nữa, được để trên lề cầu bán luôn. Chắc là mục đích là bán cho mình khi đi thể dục đó. Dạ, và ngày hôm nay tiết trời nhiệt độ có thấp xuống một chút, đỡ nóng đi một chút. Dạ, em đang hướng qua phía bắc của thành phố, bắc của sông Hương. Ôi giời, đánh nhau rồi, dân khách đập nhau rồi bà con, đi xe chứ. Bị sẵn ra là có khi cho nên là chắc tài xế dân khách nhau à. Đây chứ, ghê quá, ai hoảng loạn luôn. Hay là bắt tội phạm ha, chỉ là bắt tội phạm thôi, chắc là bắt tội phạm, tội phạm đó, công là luôn. Bắt tội phạm đó. Tấn áp tội phạm. Bắt tội phạm mà gì? Bắt tội phạm mà gì? Sợ chứ? Có lý trình thôi. Có. Lên xe rồi. Chắc là bắt người bán à, mua bán đồ cầm, lên xe khách. Để sợ cái hộp loạn đi. Lên xe rồi. Thank you.
bắt rồi ma túy, ma túy bắt chứ, ma túy bắt rồi bắt lên xe này, xe ô tô lên xe đen này à. Làm cho bà con cũng có một phen vũ hồn, đừng có nghe mùi câu giả viên. Vũ hồn chưa? Tao đi. Ôi, bác bà con đang ngồi tập thể dục rồi uống cà phê giải khát bên đường. Cũng chạy tán con theo vụ việc bên phố. Chúng ta theo dõi đây. Tại tội phạm chắc leo lên xe để đi những chiếc xe Bắc Nam á, ra ngoài tỉnh. Nắm 7 chiếc cái Honda vây chiếc xe lại và trấn áp tội phạm. Chiếc xe quá hay không ấy, em tưởng đâu dân khách tập 7, tập 3 chứ. Để ra là bắt tội phạm đó bà con. Sáng nay đi thăm hơi sớm đây lại có gặp cái vụ việc trên đường phố. Bà con ai tò mò chạy đến coi cả. Người đi thể dục buổi sáng rất là đông. Dạ. Yeah. Em đi về đây là đường Lê Dùng một bên sông Hương. Hồng hoàng tấn thần. Ngày mới. Dạ, hôm nay ngày 6 tháng 4 năm 2024. Thời tiết dự báo thời tiết ở Huế từ 25 đến 34 độ C. Dạ. Cũng là nắng nha mọi người. Nhưng mà có nhẹ hơn hôm qua một chút. Và đường phố lúc này thì trời còn rất là mát. Bà con thấy đường đang còn ướt. Đèn điện vừa tắt luôn, 5 giờ 40 phút. Đường ướt là vì người ta đô thị người ta đi tưới nước rất là sớm. Sạch sẽ. Cảnh quan không bụi bặm đó. Hai bên công viên ở sông Hương, đường đi bộ bây giờ bà con rất là sướng để có không gian thể dục mỗi sáng mỗi chiều. Nhưng người dân đến Huế thì cũng có nhiều nơi để thưởng ngoạn bên dòng Hương. Đây là bến xe du lịch Nguyễn Hoàng mọi người. Bây giờ sớm đi đang lúc giao thông đèn xanh đèn đỏ cũng chưa có hoạt động thì lúc này thì đang còn sớm, người ra đường còn ít. Được quy định thì chắc là cũng 6 giờ trở lên hoạt động các lúc giao đèn xanh. Bây giờ
thể dục thể thao, nhiều cái môn lắm, nhiều môn tập trung đông người. Tại công viên Thơ Bạt đó, thì là điều nhảy thể thao. Một nhóm rất là đông, đến vài chục người đó. Trong đây là nhiều nhóm lắm, công viên này bây giờ nhiều không gian. Bà con bạn sớm nha, nghe mũi có trung tiên. Có cầu trung tiên. Trời ngày nắng nóng đây, cùng dân dân nhẹ đi, dân với đi, nhiệt độ là cho về có một hai đứa mát trên tôi nóng quá. Thật sự thì 34-35 độ thì vẫn chưa mát đâu, nhưng mà cũng đỡ đi những cái ngày nắng đặc biệt gay gắt mọi người. Nhiệt độ lên đến bất chỉ 40 độ C ngày đầu tháng. Ngày 2 ngày 3 tháng 4. Và cái đợt nắng nóng này nó kéo dài đến ngày 9 bắt đầu mới kết thúc. Sau đó thì thời tiết sẽ còn tiếp diễn. Nói chung khá phức tạp đó, hết đợt này đến đợt khác, nhưng mà kết thúc đợt này thì cũng ít lắm một vài ngày mới nghe nhiệt độ tăng cao. Cũng bà con phải dìu đi, hiện tại dìu đi đỡ vài ngày. Bà con đi lấy hàng lấy hóa trở về bán đó, đi chợ đầu mối hoặc là chợ Đông Ba. Đây là trung tâm ngã 6 mọi người. Một con buổi sớm thì Huế êm đêm nhẹ nhàng, thì thấy những cái nằm nhỏ lẹ và những cái xe đi chở hàng bằng sớm, khi mà cặp thì đường phố người ta còn chưa thức dậy nữa, bà con chưa kinh doanh buôn bán. Những cái năm ngày mới, ngày thứ bảy, ngày 6 tháng 4 năm 2024. Trực tơi dự báo về từ 26 đến 34 độ C, 25 đến 34 độ C. Còn bà con biết theo người cùng em ngày mới nha.
Dạ, và em sẽ còn tiếp tục gửi đến bà con những lần về trong những tập tiếp theo. Bây giờ em vừa sẽ kết thúc video. Khi xem bà con không quên những like, đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi nhiều video mới em cập nhật về Huế.